Thưa quý vị và các bạn, lâu nay người Trung Quốc vẫn coi Khang Hy như một đại đế anh minh lỗi lạc, người đã sáng tạo nên thời thịnh trị Khang Càn trong lịch sử gần 300 năm của triều đại nhà Thanh. Tuy nhiên, lần sở những trang bí sử của triều đại này, người ta lại phát hiện ra rằng, hóa ra phía sau ánh hào quang của một đại đế, Khang Hy cũng gây ra không ít những vụ lùm xùm tai tiếng. Vua Khang Hy được đánh giá là vị vua phong lưu đa tình nhất và háo sắc nhất của nhà Thanh, háo sắc hơn cả Càn Long. Ngoài ra, vua vẫn còn rất khỏe về tình dục và vẫn háo sắc ngay cả khi đã về già. Cho đến những năm cuối đời Khang Hy, vẫn không ngừng triệu các cô gái xinh đẹp của vùng Giang Nam vào cung làm thiếp mà hoàn toàn không phải để sinh con cho ông ta. Dưới triều Thanh, tất cả các cô gái đều được hoàng đế tuyển chọn qua mới được đi lấy chồng. Nếu như hoàng đế có nhu cầu, còn lấy cả những phụ nữ người Hán đã có chồng. Hầu hết các vị vua triều Thanh đều không dưới 10 phi tử. Trong số đó, Khang Hy là người giữ kỷ lục với số người được sắc phong chính thức lên tới 52. Tuy nhiên, đó mới chỉ là con số ước lượng theo số lượng trong lăng mộ mai táng. Còn thực tế, Khang Hy có bao nhiêu hậu phi thì cho tới nay vẫn chưa có bất cứ sử gia nào có thể đưa ra con số chính xác. Sách Khang Hy toàn truyện có chép, từ chức quý nhân trở lên thì trong hậu cung của Khang Hy có khoảng 49 người. Những người được sắc phong chính thức có khoảng 6-7 người. Còn nếu tính cả những người có thân phận thấp như đáp ứng, thường tại thì trong hậu cung của Khang Hy có không dưới 200 người. Ân ái từ năm 12 tuổi, Khang Hy được đánh giá là vị vua phong lưu đa tình và háo sắc nhất thời đại nhà Thanh, thực hành chuyện chăn gối từ rất sớm. Vào năm 1665, khi mới 12 tuổi, Khang Hy đã cử hành hôn lễ với Hách Xá Lý, cháu gái của Ngao Bái, vị đại thần nắm quyền sinh quyền sát trong triều. Mặc dù đây là một cuộc hôn nhân chính trị và cả hoàng đế lẫn hoàng hậu đều còn nhỏ tuổi, nhưng Ngao Bái đã dùng quyền lực của mình xúc tiến chuyện ân ái giữa hai người để sớm có thái tử. Chính vì vậy, sau khi kết hôn không bao lâu, hoàng hậu Hách Xá Lý đã sinh được một người con trai. Tuy nhiên, hoàng tử này chỉ sống được 4 năm thì qua đời. Sau khi loại trừ Ngao Bái, tự mình nắm giữ triều chính, Khang Hy không còn cần sự giúp đỡ của gia tộc họ vợ nữa. Mối quan hệ chính trị bị buông lỏng, lập tức quan hệ giữa hoàng đế và hoàng hậu cũng không còn thân mật như những ngày đầu tiên. Các phi tần trong hậu cung của Khang Hy cũng bắt đầu nhiều dần lên. Nhũ cô Lục thị, Đồng giai thị, Ô nhã thị, vân vân. Người này nối tiếp người kia vào cung đều là những ái phi mà hoàng đế hết mực si mê. Trong số các hậu phi mà Khang Hy lấy sau này, nhỏ thì mới 11-12 tuổi, lớn nhất cũng không quá 15-16 tuổi, có người mới hơn 20 tuổi đã qua đời. Giai thoại Cửu Phi Liên Châu và Bát Tần Lâm Ngự. Trong dân gian lưu truyền giai thoại Cửu Phi Liên Châu và Bát Tần Lâm Ngự ám chỉ khả năng phòng the của Khang Hy vô cùng dũng mãnh. Một đêm, vị hoàng đế này có thể yêu cầu tới 9 vị phi hoặc 8 vị tần cùng phục vụ mình. Đáng nói những lần mây mưa như vậy diễn ra tương đối thường xuyên, khiến người đời không thể không khâm phục sức mạnh thể chất của vị hoàng đế này. Hơn nữa, 9 vị phi chuyên được sủng hạnh của Khang Hy khá nổi tiếng, lần lượt là Tuệ Phi, Bình Phi, Lương Phi, Vinh Phi, Tuyên Phi, Thành Phi, Huệ Phi, Thuận Ý Mật Phi, Thuần Dụ Cần Phi. Đây đều là những họ mỹ nữ sắc nước hương trời, mỗi người là có một vẻ khác nhau, có người xinh đẹp diễm lệ, có người lại yêu kiều lả lướt, người thanh tao nho nhã, người lại muôn phần gợi cảm. Đây là nguyên cớ mà dân gian gọi họ là Cửu Phi Liên Châu. Trên thực tế, vào thời nhà Minh và nhà Thanh, có một thiết chế đặc biệt trong cung dành cho việc quan hệ của hoàng đế với các mỹ nhân trong hậu cung, được gọi là kính sự phòng. Để phòng ngừa hoàng đế sung sướng quá độ, túng dục dài ngày mà hao tổn tuổi thọ, thái giám tổng quản có một đặc quyền, chỉ cần các phi tần hầu hạ hoàng đế quá lâu, thái giám tổng quản sẽ đứng ở bên ngoài hô to, canh giờ đã điểm. Nếu hoàng đế đang cao hứng cố tình giả câm giả điếc, thái giám sẽ hô to, lặp đi lặp lại đến lần thứ ba, khiến hoàng đế phải dừng lại và không được lưu luyến chuyện phòng the nữa. Sau đó thái giám sẽ cuốn chăn bông cho vị phi tần trước giường của vua và đưa nàng trở lại tẩm cung của mình. Tuy nhiên, chuyện phòng the cũng là một vấn đề của lễ giáo. Đối mặt với hoàng đế Khang Hy độc đoán, mạnh mẽ, thái giám không dám hé răng nửa lời. Kể cả khi hoàng đế Khang Hy quanh năm suốt tháng cho đòi mỹ nhân, hoang dâm vô độ, thái giám cũng chỉ dám lựa lời nói nhẹ những khi hoàng đế vui. Lấy cô ruột làm vợ. Trong sách Thanh Đại Ngoại Sử có chép rằng, vào thời kỳ Khang Hy có một công chúa là con gái nhỏ của Hoàng Thái Cực,
tức là em gái của vua Thuận Trị và là cô ruột của Khang Hy. Khi Thuận Trị chết, cô công chúa này vẫn còn nhỏ nên chưa đi lấy chồng. Sau khi Khang Hy lên ngôi, cô công chúa này vẫn lưu lại sống trong hậu cung. Sau đó có đại thần xin Khang Hy lo chuyện trăm năm cho công chúa này. Khang Hy nghe xong thản nhiên nói: "Giờ còn bàn chuyện cưới hỏi gì nữa, ta đã nạp làm phi tần từ lâu rồi." Các quan nghe Khang Hy nói vậy thì giật mình nói: "Nơi hậu cung cũng là nơi cần phải có sự vương hóa, luân thường không thể đảo loạn. Nay công chúa về vai vế là cô ruột của hoàng thượng không thể nạp cô của mình làm thiếp được." Khang Hy bình thản nói: "Chưa chắc, cái gọi là không được kết hôn cùng họ là chỉ mẹ, em gái và con gái do chính mình sinh ra. Đằng này cô thì chẳng phải mẹ cũng chẳng phải con gái ta, cũng chẳng phải là em gái ruột của ta, có nạp làm thiếp thì đã làm sao?" Các đại thần nghe xong cực kỳ kinh hãi, hết sức khuyên can, nhưng Khang Hy nhất định không chịu nghe, vẫn nạp công chúa vốn là cô ruột của mình làm phi tử. Cướp vợ đại thần. Một năm mừng thọ Thái Hậu, hoàng đế hạ lệnh tất cả các phu nhân người Hán cũng như người Mãn đều về vào cung chúc thọ một lượt. Tất nhiên, cả những người vợ của văn võ bá quan cũng chuẩn bị công phu, mặc triều phục vào cung. Trong đó có vợ của Trương Mỗ, một vị quan ở Kinh Thành, được ca tụng là quốc sắc thiên hương, xinh đẹp nhất trong số những bà vợ quan lại trong triều. Trương Mỗ vì thế mà tâm đắc lắm. Đến hết ngày, những người phụ nữ đều ngồi kiệu về nhà an toàn. Chỉ có bà vợ xinh đẹp của ông quan họ Trương. Khi về tới nhà thì bộ y phục vẫn là bộ y phục ban đầu, nhưng khuôn mặt đã khác, áo mũ cũng không chỉnh tề. Ai cũng biết là việc gì đã xảy ra, nhưng sợ gặp họa nên không dám nói nhiều. Cái lệ căng mệnh phụ của người Hán nhập cung cũng vì thế mà bị cấm chỉ. Dù đam mê sắc đẹp, nhưng sắc đẹp lại không làm vị vua này đắm chìm. Có lẽ đây chính là điểm khác biệt của Khang Hy với những ông vua phong lưu khác. Trong suốt những năm trị vì, ông đã chứng tỏ bản lĩnh và thủ đoạn chính trị của mình. Như chính thức nắm quyền lực năm 16 tuổi, đánh đổ Ngao Bái và thế lực bè đảng, hoàn thành thống nhất đất nước. Thời kỳ Khang Hy cai trị, lãnh thổ Trung Quốc phía đông giáp biển, phía nam giáp Đại Việt, phía tây vượt thông lãnh, phía bắc đến Siberia. Từ trước đến thời Khang Hy, Trung Quốc chưa từng có thời kỳ nào lãnh thổ rộng lớn, thống nhất, đa sắc tộc và được quản lý hiệu quả lâu dài như vậy. Long thể dần sa sút. Khang Hy là một người rất chú trọng việc dưỡng sinh nên ông ít hút thuốc, ít uống rượu, coi trọng việc tiết dục lòng trong. Vị hoàng đế này cho rằng, con người nếu để lòng thanh thản và tiết chế được dục vọng thì không chỉ giúp ngăn ngừa bệnh tật mà còn lưu giữ được tuổi trẻ. Thế nhưng nói thì dễ, làm thì khó. Ngay cả khi biết cần phải tiết chế sắc dục, nhưng Khang Hy vẫn không tiết chế được nhu cầu bản năng này, thậm chí còn vì sự phóng túng của mình mà chết mòn. Do miệt mài thị tẩm nên tinh lực của vị hoàng đế này bị tổn thương nghiêm trọng, từ đó sức khỏe cũng sa sút trông thấy. Năm 1717, long thể của Khang Hy đã bắt đầu có những dấu hiệu sa sút, suy nhược, thường xuyên lâm bệnh. Tuy nhiên, những dấu hiệu cảnh báo đấy vẫn không đủ để ông giảm tần suất của những cuộc mây mưa, hưởng lạc trốn hậu cung. Năm 1718, khi Khang Hy 64 tuổi, Trần Quý Nhân hạ sinh tiểu A Ca thứ 35 tên Dận Viên. Nhưng tiếc rằng vị A Ca này sau khi sinh đã yểu mệnh qua đời. Kết cục đau thương của hoàng tử này có liên quan nhất định tới thể trạng vốn đã suy nhược vì tổn thương tinh khí của Khang Hy. Thực sự, tuy sức khỏe dồi dào nhưng Khang Hy cũng có ngày tuổi già sức yếu. Bất chấp như vậy, vị hoàng đế này cũng không tiết chế được thú vui nhục dục của mình, khiến thái giám tuy có đặc quyền lại chẳng dám dùng. Thế nhưng đến cuối đời nhà Thanh, đồng trị hoàng đế thân thể nhu nhược, thiếu đi long uy, đối mặt với kính sự phòng cũng chỉ có thể nghiêm túc tuân theo gia luật tổ tiên.